Xin chào, mình là Nam đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có một cái này là rất là hay, muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào biết rồi thì thôi, không cần xem cũng được. Nhưng bạn nào chưa biết thì có thể xem video của mình nhé. Thì cái này mình cũng không biết đâu, vô tình một lần thì chị mình đi xe chiếc Exciter này nè. Đây, chiếc Exciter này. Và vô tình thôi thì phát hiện ra chứ cũng không có biết là nó có hay không. Thì hôm nay mình sẽ thử cho các bạn xem. Tức là mình vô số và mình sẽ đạp nổ xem có được hay không. Thì hiện tại mình có bên cạnh đây là một chiếc Winner nè. Và bên cạnh đây là một chiếc Exciter 135 nhé. Đó. Thì như các bạn cũng biết đó thì chiếc Winner là còn ben đạp nha. Exciter 135 cũng còn ben đạp nè. Exciter 150 thì hết ben đạp rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử như thế này cho các bạn xem. Đây là hai chiếc xe nhá. Thì mình việc đầu tiên mình cho các bạn xem. Đây, chiếc này mình đang để ở số 4 nha. Tí nữa mình dựng cái chân quay cho các bạn xem thì mình không nhấn số, mình không gì luôn. Mình sẽ đạp nổ cho các bạn xem. Còn chiếc bên này. Đây, đang ở số 2 nha. Đang để ở số 2 nè. Thì mình chỉ làm clip vui vẻ thôi chứ không phải là gì đâu, nên các bạn đừng có vào ném đá mình nha. Các bạn xem cho kỹ nha. Bây giờ mình sẽ bật ben đạp của hai chiếc ra cùng một lúc để cho nó công bằng nha. Không các bạn lại bảo lúc mà mình đạp thì mình lại về số thì nó không công bằng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình sẽ để số như vậy và mình bóp côn đạp nổ thì xem chiếc xe nào sẽ nổ. Đó. Nếu các bạn nào chưa thử có chiếc Exciter 135 thì cứ làm như mình nhé. Thì mình chỉ làm clip vui vẻ thôi. Cái này mình thấy hay thì mình chia sẻ. Mình cũng không trong kia là một chiếc 67 kìa, cũng là của Honda. Mà mình không muốn mang ra thì hai chiếc là của Honda rồi thì nó cũng giống nhau thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ thử chiếc Winner đầu tiên. Đây. Bây giờ mình sẽ để máy nè. Bóp còi nè. Okay. Xin nhan rồi nhá. Không để được máy. Đó. Để cho các bạn biết là mình vẫn bật chìa khóa nha. Bây giờ mình sẽ bóp côn để. Ok được chưa? Đó. Mình bật demi luôn. Cho các bạn dễ biết là mình không có tắt máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ bóp côn mình đạp. Đó. Không nổ nha. Rồi ok. Đó là chiếc Honda Winner. Mình sẽ quay góc bên này cho các bạn xem. Vậy là bóp côn thì không đạp nổ được. Còn bây giờ chiếc Exciter nhá, mình sẽ cho các bạn xem. Bóp còi nè. Đèn sáng. Đèn điện được xe rồi. Xin nha. Mình sẽ bật xi nhan cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ bóp côn mình để. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ tắt máy. Ok.
và mình sẽ đạp nhá. Bóp cồn này, để không được này. Còn xi nhan vẫn có điện đúng không? Để không được này, để bóp cồn đạp. Ok. Thì đây là một cái mà mình rất thấy lạ trên chiếc xe này. Không biết các bạn có biết không? Bây giờ mình sẽ quay góc bên này cho các bạn xem. Rồi mình sẽ bật xi nhan bên tay trái luôn nha, bên tay phải luôn nha, để các bạn xem nhé. Bật chìa khóa nè. Xi nhan sáng nha. Đề máy nè, không nổ nha, còn số mà. Đề máy không nổ nha. Bóp côn đề nè. Ok, nổ nha. Xe này là xe làm rẫy nên là không sao, phá cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ bóp côn và đạp nè. Đó, các bạn thấy nó có hay không? Thì mình cũng rất bất ngờ về cái điều này. Mình cũng không biết là nó có thể... Đây. Bóp côn nhé, bóp côn này, còn số này, tắt mất chìa khóa rồi. Đây, xi nhan này nhá, còn số này nhá, bóp côn này nhá, đạp nhá. Đấy, nổ nhá. Thì cái này cũng là một cái rất hay vì đợt trước là cái xe này hết bình này. Hết bình nhá thì phải đạp nổ. Mà chị mình nhá thì cái xe này nó hỏng mất đèn rồi. Hỏng mất đèn số rồi nè. Cái chìa khóa khó bật. Đấy. Đó. Đây nhá, về số nhá. Mất đèn này. Đang ở số 3 này, mất đèn. Đó. Đúng chưa? Nó mất đèn nên là chị mình không có biết. Và chỉ cần dùng bàn đạp thôi. Thì vô tình bóp côn đạp nổ. Nên cái này là mình cũng thấy hơi lạ ở chiếc Exciter. Nên là mình làm clip này mình chia sẻ cho các bạn xem cho nên vui vẻ thôi nha, không có ý đồ gì đâu. Đó, cho các bạn xem lại hai chiếc xe của mình, của nhà mình nhé. Thì anh mình thì ít đi chiếc này. Anh mình thì đi chiếc trong kia, chiếc 67 trong kia. Còn chiếc này là chuyên để chở chó nè, chở cà phê nè, chở tiêu nè. Còn chiếc này là chuyên đi làm nè, đi chở gái nè, đi đủ thứ nè, đi du lịch nè, đó, sắm cái baga này để đi du lịch. Còn cái xe này thì nó tàn. Xe này thì chủ nhân không quan trọng về áo yếc bên ngoài và giản áo là bỏ, quan trọng là máy khỏe, thổ hàng tốt là được. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Thấy hay thì nhớ nhấn vào subscribe, đăng ký kênh ở góc phải màn hình cho mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.